Đây là chị Giang, người dân bản địa trên này. Cô con hẹn lại cô vào mùa xuân. Vâng, hẹn mùa xuân gặp cô nhá. Đó. Đấy, chú này ngâm rượu cũng được. Đấy, chú này ngâm rượu rồi. Đấy, có 10k một lại chú ấy. Rất là rẻ. Chào chào ông ạ. Vâng, em chào anh. Vâng ạ. Con này. Đấy, con chó đẹp quá, con chó này. Ui, đẹp chưa? Không. Kêu, nó kêu như hổ anh. Ôi, nó kêu như hổ. Con này nó kêu như hổ. Nó thấy chú Hải mập đẹp trai quá, nó cứ ra nó chào đón. Ê, chú Hải mập chào nhá. Chào bạn nhá. Hay à? Ôi giời. Nó vào vào. Nó hốt đèn, hốt đèn. Vâng, nó hốt đèn. À, đây là những nọ măng khô. Tiếp tục hành trình trên đèn cô. Lít nước, tiếng nước suối reo vang cả núi rừng. Nhiều măng quá này, măng này. Mời ăn được rồi. Phong Giang đấy. Một phong cảnh rất là sâu thẳm. Giang này ăn. Đó. Đấy, chị làm măng ớt măng này ngon lắm. Này chắc rộng quá nhỉ. Không, măng đấy. Đấy, măng đấy. Đây, măng này là măng ớt này này. Đây, nên măng này là măng ớt đấy chị nhỉ? Măng ớt này này. Chị làm măng ớt này này. Đấy, nên mà làm măng ớt này. Măng ớt này, măng này ngon. Đây, măng rất là ngon. Đó. Ừ. Đấy, nhiều quá. Nó đi ra số nhà ta lấy măng, măng, cái này có cái măng. Cổ sống. Rất là mát mẻ. Trong này có nhiều măng quá này. Chả ai lấy. Đây, chỗ này trước kia họ hay mua bán hàng đây. Ngày xưa chị em mình đi đường mòn đất nó mới trơn chứ nhỉ? Trơn. Ngày xưa trơn mà nói cực kỳ vất vả. Rất nhiều công sức của bà con vùng đất thiêng này xây dựng nên con đường đi rất là tuyệt vời. Ta luôn cảm ơn họ là những người sáng tạo ra một con đường mòn có những bậc đá cầu thang để giúp cho bà con chúng ta đi hành hương ngắm cảnh rất là thiên nhiên. Đền Tây Thiên này thuộc vào xã nào chị? Đây thuộc xã nào ạ? À, xã Đại Đình. À, xã Đại Đình. Xã Đại Đình. Đấy. Xã Đại Đình. Xã Đại Đình. Tam Đảo. Thôn là thôn Đền Thẳng. À, thôn Đền Thẳng. Xã Đại Đình. Vâng. Thị trấn Đại Đình. Thị trấn Đại Đình. Bây giờ gọi là thị trấn rồi. À, em tưởng đây thuộc Tam Đảo, không phải đúng không? Thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. À, đây vẫn huyện Tam Đảo. Tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là huyện Tam Đảo. À, huyện Tam Đảo ạ. Vâng ạ. Ô, đây là cây son ta này. Ừ, son ta. Cây son ta này hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm nay rồi. Núi son ta. Nó đoàn của chúng tôi đang đi trên đường để chuẩn bị lên đường cô, qua đường cậu rồi, hay là đường cô. Không, đây chỉ là cái vực coi thác Bạc chưa đến. Dạ. Yeah. Đây người ta ghi, đây là nhà ta.
Xuống đây là cả nhà hay tắm ở dưới này thôi. Không, chị em mình vẫn xuống đi chị ơi. Đấy. Chị em mình xuống, xuống dưới đây. Vẫn lên đường, phải lên đường này chứ. Để gùi đây này, để gùi đây. Chỗ này, đi, đi xuống đây đi. Đây xuống đây nhưng mà không, không... Được rồi nhá chị. Xong lại đi lên đường này mà. Đường xuống thác bản rồi. Đi. Đây, ngắn. Nó rất là cẩn thận, chân trượt chứ. Chân trượt đấy. Bên bằng. Đây có khói này. Hai đi hai chèn nữa kìa đệt. Thác bạc. Cái chỗ này nó làm được tắm mà. Rất đẹp. Rất là đẹp luôn. Nói chung là khu này là bãi tắm của thác bạc. Các cháu thanh niên hay xuống đây chơi vào tắm đây. Ui. Lên đi chứ. Đây, quý vị ơi, nên chúng ta lại tiếp tục hành trình lên trên một đỉnh cô. Nước phun chảy ra. Gần đến đền là cô rồi, yên tâm. Con đường, và cái đường leo một cái dốc rất là thấp. Chị là đi bao nhiêu lần ở đây rồi? Đi nhiều lần. À. Đi rất nhiều lần. Ừ. Nhiều không đếm được hết. Nhìn từ trên cao xuống thác rất đẹp. Hồ tắm của các cháu cũng rất đẹp luôn. Này chỗ này nó sạt kìa. Heo mà rồi nó mưa to nó sạt chỗ này. Tại sao mà chúng tôi phải vác những cái gùi kia và bó củi? À. Đây là một cuộc sống đích thực đời thường của bà con dân ở trên vùng núi này. Mới làm lại hàng ngày họ vẫn thế kia. Họ vẫn gùi những gùi hàng từ dưới chân núi lên đền thượng. Và anh em chúng tôi kết luận chương trình hôm nay cũng gùi để trải nghiệm một cuộc sống thực tế của bà con. Để những chặng đường mà bà con đã qua vất vả như thế nào. Và chúng tôi cũng sẽ thực hiện bằng được. Con nhớ ông. Mày làm. Em ơi có. Em ơi. Ông à.
Ông khỏe không ông ơi? À, lâu lắm cháu mới lại gặp ông. Vâng, năm nào cháu cũng đi lễ cháu gặp ông. Vâng. Đây kêu uống chén nước chè cho năm mùng. Vâng. Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi ông? À, tôi cảm ơn anh, tôi năm nay 75 ạ. À, ông 75 rồi ạ. Vâng. Vâng, thế mà nó là mà ông rất khỏe. Thế một là ông có hay xuống dưới núi không? À, lúc nào có việc thì xuống, chả có việc thì tuần xuống là. À, thế là bà cháu có đấy không ạ? Cả dưới nhà. À, bà dưới cứ ông dưới một nhà. Lời bà một chỗ như này. À, bây giờ còn thằng cháu nó bố mẹ nó bỏ nhau nó. À, như chúng tôi vâng học năm nay học lớp 9. Vâng ạ. Thế mới còn bỏ. À, vâng, 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 vâng. Tôi còn cứ chúc ông bà là luôn khỏe mạnh. Vâng, để mà đem lại những cái sức khỏe tốt để mà cho sức khỏe tuyệt vời cho ông để vâng giúp ích cho các con và cháu vâng nhá. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn anh. Con chào ông nhá. Con thì vâng, vâng, con chào ông. Dạ ông già 75 tuổi. Ông đang sinh sống ở trên này. Đây, đây là nhà của ông. Đấy, đây là nhà của ông cùng một chú chó rất là vui. Đấy. Ông là luôn luôn thương con thương cháu. Và bậc cha mẹ luôn luôn cống hiến về các con, các cháu của mình. Mà ông không bao giờ nghĩ đến chuyện là mệt mỏi hay là than vãn một điều gì với ai. Cái hố này hố rồi gì mà nó sâu được kìa. Đây là người ta gọi là chòi nứa. Hố hố gì ạ? Chòi nứa, chòi nứa. À. Chòi tre đấy. À. Chòi nứa, chòi tre đấy. À, chờ lúa, chờ tre á. Chòi nứa, chòi tre. À, chòi nứa, chòi tre cái này hố. Cái hố này là rất nguy hiểm. Hố này nó sâu khoảng bao nhiêu mét chị? Sâu lắm, không biết bao nhiêu mét. À, cái này không, cũng phải đo được chứ. Không đo được vì có người, nhiều người à chơi ở đây, người ta rất nguy hiểm, người ta không cho xuống. À, đúng rồi. Đấy. Thì cái rất là nguy hiểm. Nhưng sao họ không làm cái hàng rào chị nhỉ? Có, chỉ ghi nguy hiểm thôi. À. Đấy, ôi thấy sâu quá, sâu lắm, không biết đâu mà đo. Ôi, không ai ơi tưởng tượng được. Đấy, ừ, là sâu đen. Thế là nước chảy xuống dưới là nó chảy đi đâu? Đấy, nó chảy xuống kia, không phải chỗ đấy đấy, nó có hầm dưới đấy. À. Xong cái suối xuống. À mình... rồi em hiểu, nó chạy đấy qua hầm luôn. À, hầm đấy xong mình xuống cái suối mình vừa đấy đó. Vâng vâng. Đó. Ôi nó như cái hố voi nhỉ? Hố voi, hố này nguy hiểm lắm. Vâng, nó như hố voi. Này có học sinh chịu ảnh đây ngã đây. À. Người ta không cho đi xuống. Đúng rồi, rất nguy hiểm luôn. Rất là nguy hiểm. Đó. Không cho xuống. Người nó quá sâu. Trơn trượt. Đấy, rất là nguy hiểm. Nhắm lắm. Đó. Chứ mình đi xuống như này đi. Xem nào. Nhưng không đi được lên đâu. Lần quay lại à? Lên đây thôi, không lên được, không đi ra dọc được đâu. À. Đường nguy hiểm lắm. À, thế thôi. Ờ, đường nó rất là khó đi. Ô, suối nó sâu nó mà. Ôi chị em mình cứ tính mạng an toàn ở trên hết. Chở lắm. Đi được. Đấy, đây là những cây này, cây gì đây? Rất to. Đây là cây sồi. À, cây sồi. Là cây sồi. À. Sồi. Cũng mệt lắm chị ạ, bọn em đi không quen. Vất chứ, đi này vất chứ, còn chị chuyến này đi cắt treo suốt. Đấy, trơn quá, đường trơn. Đường trơn. Hai lần tí ngã rồi. Trơn trượt. Hai lần tí ngã rồi. Đường này chỉ đi hợp với dép của ông hay hơn. Dép của ông thôi. Trượt lắm, thì những cái chỗ này trượt. À. Chào. Xin chào. Chào các thầy nhá. Đi đặt ra. Vâng. Lại nghỉ. Đây là các nhà sư. Đây là các chú tiểu. Đi không phải chưa không đi được đâu. Mệt lắm. Là gánh hàng dưới chân núi đào hết vài đến chùa trên này, có cái này đào hết vài chùa rất là to, nói mấy cần thì nó đau nó đập vào đây này. Mệt quá, lấy bạn lên trên này chứ, sao lại lên đây chứ có đi được đằng này đâu.
được đâu. Sơn xuống đi Sơn. Đoàn chúng tôi đang xuống khu vực thác thế này để mà đây hướng lên nhìn thấy tháp Bạc phải không chị? Không, tháp Bạc chưa đến. Chưa phải tháp Bạc à? Chưa đến. Để chúng ta bạc xa phết. Đấy. Đấy. Rồi. Này đẹp lắm em ơi, đẹp. Đẹp quá mà nói. Giờ chị mà vác được một cục đá này thì thích gì em cũng chiều chứ. Vác được cục đá này. Lên thử lên cầu cho này. Em lên cầu cho này, lên cầu đi. Đó. Đẹp quá. Em cứ đi, không gãy được cầu đâu. Rất là chắc. Đấy, họ làm này thôi nhưng mà rất chắc. Những cái này bình thường là họ sẽ bố cao cả trẻ con đi là cũng rất là nguy hiểm. Ui, rất nhiều chú bướm bướm đẹp quá này. Em ơi này, bướm bướm đẹp quá này. Ui, bướm toàn bướm bướm khế nhá. Đây toàn bướm bướm khế rồi. Nhiều chú bướm bướm khế quá. Lấy một chỗ rồi. Đấy. Quá nhiều bướm khế. Đây tôi thử lên trên này xem có gì không. Đấy. Trên này nói là lên đường mòn này không biết là đi đâu đây. Trên này có người ở sao chị ạ? Trên này có người nhà ở sao này? Thôi, chúng tôi đi xuống phía dưới này mà là lên với mẫu. Nãy mà ngã một tiếng mà trẹo quả chân ăn ăn chân đau à. Nhiều chưa? 4 năm 6 con này. 7 con này. Mất ở đây này. Nguồn nước này trong thực sự luôn. Trong đấy rất đẹp nhá. Mấy ơi, mấy ơi, mấy ơi, em ơi, em lên núi này này. Sảng khoái quá, ngồi này thích thật. Mắt lạnh nó như một cái điều hòa.
nó như một cái không khí, một cái nhà của một cái máy điều hòa nó tỏa lên, nó làm nó mát, thực sự là mát. Không có gì quý bằng khí hậu của thiên nhiên, không có gì quý bằng. Đây, hòn đá này, hòn đá này nó như một ông voi đây. Trời. Đẹp tuyệt vời luôn. Rất đẹp. Thiên nhiên hùng vĩ. Là cái không lối lên à? Không, không có lối lên đâu. Nguy hiểm lắm, đi đường không đi được đâu, chỉ đến chỗ này thôi. Rất là trơn. Trong rất là trơn luôn. Đá xuống rất là trơn lắm. Là anh là nhà gần đây không? Em gần đây à? À đấy ạ. Gần đây nhà, như đây mình đang đi làm gì đây? Em đang đi làm nhà chùa mà. À đang làm nhà chùa. À mình đang phục vụ nhà chùa. Vâng. Thế anh sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 83. À đấy ạ. Thế em là em rồi. Anh sinh năm 75 nhá. Anh Hải. Anh ở dưới cũng quê với mình, cũng Vĩnh Phúc nhá. Thế nên nghe chị vừa nói chuyện bảo là chú trước kia là mắc căn bệnh gì? Não. À bệnh não. Nhưng mà nó, à vì não này bạn. Nhưng bệnh ấy là từ lúc nào? Em mắc cái bệnh đấy từ năm 13 tuổi. Ôi từ năm 13 tuổi. Thế cái mình có xây dựng gia đình không? Em có ạ. À thế vợ làm gì? Em làm đông ạ. À làm đông. Thế vợ em có nên làm cùng nhà chùa không? Em có nhưng mà mới mai em đi viện. À lại đi viện, lại bị nào mà đi viện? Giỏi lắm bệnh lắm mày. À lắm bệnh. Thế vợ cho em là mấy cháu rồi? Em được 3 cháu ạ. Xây dựng gia đình cháu nào chưa? Chưa. À thế nhà mình ở chỗ thôn nào, khu này? Em ở thôn Đền Thống ạ. À đền, ngoài Đền Thống. Vâng. À Đền Thống. Ok. Thế em làm cho nhà chùa là mình làm quanh năm hay là chỉ là quanh năm? Quanh năm chùa. Ừ. Làm nhà chùa có chi gọi là tiền phù lao cho em không? Có ạ. À thế làm như vậy nhà chùa chi bao tiền một ngày? Một tháng. Hàng tháng. À một tháng bao tiền một tháng? Làm nhiều thì nó nhiều ít. Nhưng bình quân thì có bao tiền một tháng? 6 triệu. À 6 triệu. Thôi được, cũng cuộc sống như thế cũng là tạm ổn cho một gia đình. Mà ngay cạnh nhà thôi. Đấy, ok. Thế em bây giờ về vấn đề căn bệnh của em nó ổn định hẳn chưa? Bệnh của em ổn. À này, thấy chị nói bảo là cũng có giai đoạn là tưởng không còn nữa đúng không? Ôi ok, anh em mình cứ làm việc cho cửa Phật, cửa Thánh, cửa Mẫu nhá. Thì anh tin rằng là sức khỏe của em sẽ được thảnh thơi và sẽ không bao giờ bị đau ốm nữa nhá. Thôi để anh chào em, lâu nào anh em có cơ hội để gặp nhau sau nhá. À. Anh chào em nhé. Nhà cậu này là cậu là gần nhà chị luôn à? Gần, ở ngay chỗ mình để xe. À, ngay gần chỗ nhà Nguyên. Đấy, cạnh nhà Nguyên Huệ đấy. Thế vợ cậu ấy thì đi làm công ty à? Không, vợ làm cùng nhà chùa hết. À, tất là chùa, hai vợ chồng là chùa hết. Ngồi ở cổng trông, trông xe cộ cho nhà chùa. Hôm nay là cậu được tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn khỏi, mạng khôn lắm rồi. Vâng, thế tốt rồi, vâng. Trước là kiểu là chết, ai cũng bảo chết. Vâng. Mười người, cả mười người bảo là thôi chết thôi, không sống. Vâng, vâng, nói chung là thôi, trời phú và nên đây là làm cầu Phật. Không lại biết thế nào lại sống lại, vâng, lại khôn ra. Vâng, nên và là cũng bị một năm là ngớ ngẩn đấy. Vâng, nên không biết trên gì đâu. Cứ phục nhưng bây giờ càng ngày càng khôn ra. Vâng, trên cầu Phật thế này có sức khỏe hết chị ạ. Là đấy, một người từ có chết trở về mà bây giờ hôm nay Hải Mập được giao lưu và tâm sự. Cậu ấy sinh năm 82 gì nhỉ? 83. À 83. Cậu sinh năm 83 và là một con người rất có tâm, có đức, có khuôn mặt rất hiền hậu. Hy vọng là cuộc sống từ đây về sau cậu có một sức khỏe phi thường và tuyệt vời. Đấy, đây là cây dương sỉ này. Cây này nó nhìn là lá nó rất là xanh mà thích chứ nhỉ? Trên cây này nó là vị bài thuốc gì nhỉ? Cây này á? À? Vâng. Không thấy nó chữa bài thuốc gì đâu. Em thấy ở rất nhiều nơi họ lấy cái cây dương sỉ này họ làm cái bài thuốc gì mà
không thấy nghe thấy đâu, chỉ có hai làng cảnh. Đấy, nhà chùa này thầy ạ. À, thầy xuống núi à? Dạ. Đi chị ơi. Được chưa? Chả thấy đâu, rơi mất rồi. Rơi mất cái quai rồi. Cái vé xinh xinh á. Xinh nhất luôn. Ở ngay cạnh nhà. À. Thế cô sẽ làm bố đi. Ngày xưa thì bố mẹ đông con, nhà cô đông con này. Ý là nghĩ đông quá anh chị em thì đi vào chùa. Phí nhỉ, không lấy chồng. Ý. Trắng xinh. Xinh nhất luôn. Chào thầy ạ. Cái đạo Phật ạ. À, con tặng cái móc móc vâng vâng giờ không lấy móc đâu đúng vâng. Thơm buồn, thơm ngon lắm. Mọi chanh này nó không bị chua như kiểu chanh ta, nó không chua như chanh ta, rất thơm. Hơn 10 giờ, gần 11 giờ, 10 giờ 44 rồi. Chanh này nhất chín luôn đấy. Chị em rất là mệt. Chị em luôn là... Đấy, đây là cây gốc cây, gốc cây còn rất là to. Đây có cây hoa lan. Chanh. Chanh ăn thơm lắm chị ạ. Em ăn hai quả thơm lắm. Chua lét. Không chua, không chua thế nào luôn. Đấy, ăn cho chị nhìn đi nhá. Ôi hò. Ăn bao quả đó. Ai hò. Đấy. Có điện thoại sao ạ? Đéo. Lên trên kia ăn. Đây là cây hoa mùa rất đẹp. Chanh, chanh, chanh. Ngon lắm. Chua nhưng mà chua đẹp ngon. Đẹp quá. Đây, sao đó? Mỏ hoa. Chanh yên, chua. Gọi là chanh, chanh này chanh yên. Hoa mua ai bán mà mua. Lên đặt đèn à? Lên tận đèn gì? Đàn nốt rồi. Cậu Hải ơi, lên tận đèn à? Vâng chị ạ, lên tận đèn luôn. Mẹ không ngả giá cho vừa lòng quan. Đấy, ăn quả chanh vào nó ho. Đi. Nên kia mới chấm muối. Không chấm muối không ăn được đâu. Không có ai có ăn được. Đấy, trên này hết mùa, người ta cứ bỏ đồ đấy thôi. Ôi, mùa chuối chả đẹp có ai nấy của người ta. Chuối đẹp không? Nhiều chuối không? Đấy, cái chuối đẹp quá. Mùa chuối đẹp quá. Lấy cái bi này, mà nấu ăn này, chị. Ừ? Lấy cái bi đi về làm nộm chị ơi. Chị với, lấy con dao phát mới không? Lấy cái bi thôi. Dao phát này, cái nào này cài đây. Lấy cái bi thôi mà, mình lấy chuối ở họ đâu. Bi được rồi mà. Phát ngoặc cái bi này tối ngoặc cái bi này tối nằm nộm ấy. Ngoặc cái dao ngoặc lấy cái ấy này dao này. Này chuối tiêu. Đấy. Anh em chúng tôi. Ôi có tới đâu. Bổ chuối, có cái bi chuối. Nhảy thế nào quá. Chịu. Tới. Chị cái bỏ củi ra thì mới với được.
Thế chị để cho sơn với đi. Sơn ca sơn với này. Đấy, cái bí chuối. Bí chuối lá. Bí chuối tiêu. Ăn vào nãy cái bí chuối rừng thì mới là ngon. Cái bí này không ngon. Đấy. Đã không, đây đây đây. Đã không được một chú. Đó. Đấy. Nghề bị chơi tiêu. Đấy. Đấy chúng tôi. Anh em chúng tôi là thấy một cái bí chuối trong đường thơm ngon quá. Bí này không ngon, không thể cầm được. Phải bắt buộc phải mượn của nhà chủ thôi. Cái rừng mới là ngon. Thôi nhà chủ cho mượn cái bí chuối nhá. Còn xe. Có gì không phải nhà chủ cứ báo 113. Túi chị đựng, lúc chị đựng ấy mà, chị đựng cái túi khăn này mà. Cho em cái này nhá. Chị đựng khăn ạ. Ồ, thế cháu bà cần đấy. Nhựa lắm nhỉ. Mai bỏ cái này ra. Hôm nay là anh em buổi tối này sẽ có bữa nộm ngon rồi. Ăn mặt hay cái gì đây? Hôm nay lại về lại mất vài cái tai lợn với lại cái đậu sống rồi. Đây có món nạc giam cháy đấy. Cho một nộm. Nó bị chuối. Xin phép bác chủ nhà cho em cái bị chuối nhá. Áo mới mà đi vào không đi dép mà đi cái đấy á. Trên thượng nguồn chảy xuống. Đem lại cho chân chúng ta. Coi chừng. Một tiếng nhạc nhẹ nhàng xà xẹt bên tai. Như tiếng của một con vật gì đó đang kêu. Đây là cái móc này. Cái móc. Đã hết cổ ra vài. Đường này rất trơn. 11 giờ rồi. Nhiều lần. Chả hơn 11 giờ nhá. Bị ý té ngã rồi. Đấy, lên thác bạc. Này đoạn. Tôi gần đến nền cô rồi. Tôi đầy nước. Nước. Xuống quay mình ấy ở ngay nấu ngay đây này. Đây đây rồi. Nhưng mà còn xuống thác á. Xuống thác nấu ở dưới thác, thác cho sạch. Cũng được. Cái xến này. Đinh niêm xén táo này. Thôi chứ còn đường lên đền thì có cái gì nhỉ? Có gì đâu. Có gì đâu. Đây gia đình tích cái củi đây. Tích lưỡi củi để sử dụng trong mùa lễ hội. Nước chảy. Này, bây giờ đây trên đường này đi xuống thác bạc. Đường đây thác bạc đi xuống thác bạc. Em đi rất nhiều năm Tây Thiên nhưng mà em chưa xuống thác bạc bao giờ đâu nhá. Thác bạc. Chưa bao giờ em xuống. Thác bạc đẹp lắm. Lá như cây trúc, cây vò này lá nó to nhá, to như lá rong. Là cây mai, à cây bóc mai, mai, bóc mai. Bóc 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 bóc. Bát bóc. Bằng bát bóc. Mới đang lấy dép mà đi cho đỡ đau chân. Nhưng mà đi mình đi ổ trên đấy. Đấy 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 đấy. Rất trơn đấy. Chè măng bóc bộ này. Đấy măng bóc bộ. Má đẹp. Đấy, tất cả khu măng bóc bộ này. Măng bóc bộ đấy. Xuống thác mát lắm, quý vị đi rồi này. Rất là mát. Xuống thác bạc. Trồn lắm đấy nha. Đi ở đây trồn lắm đấy nha.
rất nhiều năm tôi đi Tây Thiên từ trước nay gần 20 năm rồi, nhưng mà đường về các bạn tôi chưa về đi hôm nay. Tất cả quý vị ta cùng Hải Mập đi khám phá nhá. Những cây cọ, những cây cọ nó là rất là to. Chị ơi, những cái quả cọ có ăn được không đấy? Không ăn được. À thế là thật nào? Nhưng mà em thấy cây này là cây rửa nước chứ không phải cây quả cọ đâu. Không, cây trên kia em thấy có cây quả cọ rất nhiều, nó hàng chục. Không phải, không phải. Nhưng mà không ăn được à? Không. Em nghĩ là cái gì có quả ăn được? Không, không ăn được. Mà ăn là được. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng khám phá đấy hòn đá rất to nha. Hòn đá này mà mình cảm tưởng như là nó sẽ xô xuống cái nhà này đấy. Nhìn cái hòn đá này mình cảm thấy là nó như là nó có thể muốn xô xuống cái nhà này luôn đấy, hoảng sợ đấy. Săn nó rất nhỏ nhưng mà rất là thơm mộng nhá đấy. Nhìn thang nó rất nhỏ gọn nhưng mà rất thơm mộng, rất rách, nghe rất hay. Đấy, thật là thiên nhiên hữu tình, sơn thủy hữu tình. Tôi nhìn hòn đá hốt nha. Đấy. Đấy. Chống hòn đá lên cả gần đổ rồi. Mệt quá. Chống hòn đá lên cả mệt. Chúng ta cùng đi thác nào. Rất là mất mồ đá, rất là đẹp. Tiếng gọi gào hết. Cây chanh. Cây chanh sống trên núi đá. Một cây chanh sống trên núi đá mà nó là bán rất chắc. Thế nên là sống ở đâu thì ông ở đó thôi. Nó phải hòa quyện với môi trường thôi. Đó. Đấy. Bên suối, tiếng nước suối thác chảy rất là đẹp. Cái xoáy này đẹp không? Ông vàng, rất là sống động. Đây như hồ Lòng Chảo. Đó. Quý vị thấy thiên nhiên hùng vĩ đẹp không? Quý vị đến với Tây Thiên nhé. Đây là khu thác bạc của Tây Thiên. Còn các bạn ở Tây Thiên, mùa này là ít nước đấy. Nếu mùa nhiều nước thì thác kia chảy to lắm. Thế nếu mà mùa nước nhiều là cái thác này chảy to đúng không? To đấy. To lắm, chảy nhiều. Đây đã phải là thác cao nhất chưa? Đây thác cao, nhiều thác năm trên đỉnh không dám đi lên. À đúng rồi. To lắm. Đấy. Đây trong mình ở thác á. Ôi giời, nước trong vắt luôn. Đẹp chưa? Nước trong vắt luôn. Đấy, đẹp lắm, mùi nước lạnh ngát luôn. Nước trong vắt luôn. Ôi nắng vào đây tí lạnh thôi. Kiểu mát lắm chị ơi. Nắng vào đây tí là cũng lạnh. Nước đây á, trong mát, lạnh ngắt như lạnh đá luôn. Quý vị nghe, đây là một cái không gian nó là tuyệt đẹp luôn. Chúng ta nếu là đi du lịch nghỉ mát, chúng ta nên chọn những cái điểm như này. Chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta nghỉ ra mát. Lên trên đấy. Ôi trời. Đó luôn. Cái bên này là cái gì đây? Bên trong này đi. Lên nào. Lên sang đây. Sạch nhỉ. Nước sạch nhỉ?
trong. Đẹp như trong mơ. Đẹp như trong mơ luôn. Quý vị ạ, hãy đến với Tây Thiên. Đó, đây là một nơi danh lam thắng cảnh tâm linh rất tuyệt vời. Chúng tôi đi con đường dài, rất là dài, gối này rất nằm ở, nhưng chúng tôi cũng không ngại và cảm thấy lên đây rất là vui và cảm thấy người khỏe hẳn luôn. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá nhá. Thầy đi xem nước. Thầy đi xem nước. Vâng, chào các thầy ạ. Vâng ạ. Vâng. Thầy đi nối lại nước à? À, các thầy chuyển đồ, à, các thầy có đàm này. Đấy, các thầy tơi tơi, vâng. Các thầy còn có đàm đấy. Đấy. Tôi một cái không? Tôi một cái chưa? Móc. Nhà chùa người ta không dám lấy đâu, kể cả các Phật tử không muốn lấy cái gì đâu, nhà chùa ta không dám. Đúng rồi, bởi vì là người ta không muốn lợi trần. Không, là không muốn lợi trần gian. Nếu mà mình mà có gì mình phát tâm công đức, mình có đủ vào chùa thôi. Đấy, còn đưa cho họ không cần đâu. Không cần. Vì họ là không muốn nợ trần ác thời gian. Chúng ta vừa khám phá vào khu vực Tháp Bạc. Chơi đây là những cái ống nứa để mà nó nấu cơm nam đấy, đúng không? Làm cơm nam đấy. Đấy. Đây làm là ống nứa để làm cơm nam. Làm cơm nam. Đó. Làm cơm bây giờ nam. Là họ có để đây thôi, mai cho họ làm. Không, cái này là cắt bỏ rồi. À. Bị nhỡ rồi. À, nó có đốt rồi đúng không? À, nó có đốt. Đó. Đây là người ta cắt bỏ. Đấy. Còn cái họ làm... Thế còn là một cây nứa trả được bao nhiêu? Đấy. Cắt nó phải có dưới cái khớp kia mới được. Một cái cây to như thế này mà đây lại là một hòn đá thì không thể hiểu được gốc bám từ đâu. Thế mà vẫn cứ hiên ngang thế này thôi. Đó. Là phi thường, nó thực sự là phi thường của. Trong nếu mà trong bộ phim mà nó đóng vai có hòn đá là đúng như này luôn. Đấy. Đấy đây đang cốc đá đây. Cứu tôi. Cứu tôi với. Ôi giời, tôi thoát ra đi rồi. Thoát ra đi rồi. Chúng tôi đã đi được hành trình được 8% chặng đường. Đây là điểm chúng tôi gọi là tạm nghỉ. Và trong lúc bụng đang đói, ăn tạm thịt gà rang. Thịt gà rang muối. Đấy, thịt gà. Đấy, thịt gà. Gà rang. Đây, chị Giang này, chị ăn nguyên chanh này. Đấy, chị ăn chanh. Đấy, đây, chị Giang này. Chanh chống đói. Đấy. Ăn chanh chống đói. Chống đói, ăn chanh chống đói đây. Nhiều khi quý vị xem chương trình lại bảo không biết là chị này vác đem củi đi đâu, đem củi nằm lên rừng có củi mà lại vẫn vác củi.
Che giấu bởi vì đây là công việc của chị hàng ngày, và hôm nay chị là người tái hiện lại công việc hàng ngày thôi. Đó, hàng ngày chị vẫn đi lên lấy củi đây. Tôi vừa thưởng thức hai miếng thịt gà nhất nhạt, nhạt như bên muối Biển Đông. Nhạt lắm, nhạt như muối Biển Đông. Đấy, do hai đồng chí đồng hành cùng tôi đây là những người nấu ra cái món ẩm thực gà đó. Gà rang muối, mà nó dài rang nguyên muối luôn. Người ta gà ủ muối này gọi là gà rang muối. Nấu cái này nó mới không tanh. Nấu. Đấy, bạn bảo nấu không tanh. Chúng tôi còn khoảng 1.7 km nữa. À, này xót ruột. À, lên đến đỉnh, đến với đỉnh của Cúc Mẫu Tây Thiên. Rồi. Này. Nó sôi rồi, nó chua quá rồi. Nặng nặng quá. Chị ơi, cái mệt vừa đi vừa nghỉ chị ạ. Đứng ngồi xuống khó. 100 mét à? Hay là ngồi đây nấu cơm đi. Cáp treo lại nghỉ. Hai cô cậu cáp treo lại đang tâm sự với nhau. Bạn ơi, chưa rồi, mình nghỉ thôi. Cậu cáp treo màu vàng cam nói: tớ còn lâu đã mệt, tớ chỉ muốn được đi tiếp thôi bạn ạ. Vì nếu tớ đi tiếp thì tớ mới có năng lượng mà. Và đoàn chúng tôi cũng lại tiếp tục đi tiếp. Cô tí nó đến vừa sạch sẽ. Nghỉ ngơi. Đi tiếp thôi quý vị ơi. Lúc này là gần 12 giờ trưa rồi. Đoàn chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi để nấu cơm ăn. Chiều mẹ đi tiếp hành trình thôi. Nghỉ thôi, nghỉ thôi, nấu cơm thôi. Mệt lắm rồi. Thật sự là mệt. Lên đường tiếp, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Bây giờ bà chị không đèo nữa mà bây giờ xách củi. Bây giờ bà chị đâu xách củi đâu. Cái dây gì đâu. Giờ xách củi. Đấy, chúng tôi chuẩn bị lên đến đền cô. Và tôi sẽ nghỉ nấu cơm trưa ở đấy. Ở đây định nấu không có nước. Không có nguồn nước. Con đường rất là gian truân. Mình hôm nay không còn là tay bút kế toán nữa rồi. Em khỏe không em ơi?
khỏe không? Bảo Vinh Phương. À, em Vinh Phương nhá. Cảnh trời rất yên tĩnh. Đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục lên đường. Lúc quẩy rất là to. Hành trình của chúng tôi còn một phần năm chặng đường nữa. Đường vào còn 700 mét nữa. Cái khu này là Tây Thiên Thăng Long Cổ Tự, chùa Phúc Nghỉ. Kiến trúc rất tuyệt vời. Nơi đây là một nơi linh thiêng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Hành trình chúng tôi đã chuẩn bị đến đền Cô đây rồi. Tiếng nhạc ông bà trong đền. Đây là suối Dạ Oan. Những người nào có cuộc sống có những điều oan ức trong cuộc sống thì sẽ về suối này, sẽ lấy nước suối này và rửa mặt để giải oan. Dòng nước trong vắt luôn. Đấy, đây là đền Cô, con Nam Mô A Di Đà Phật, con mẹ Cô.
đàn gà rất là khỏe mạnh. Thế là đoàn chúng tôi đã đi đến đền Cô. Đây là nước giếng giải oan này. Nước giếng đường Cô này. Con nãy Cô ạ. Con nãy Cô, này còn lên đây, không còn đi dưới ngưỡng cảnh của Cô thôi. Nam mô Di Đà Phật, Cô ạ. Nam mô Di Đà Phật ạ. Còn lại cô thương cho chúng con, cho đoàn chúng con đi chín mươi bảy đi tươi về tốt. Con chào bà. Bà xin chào. Hôm nay đoàn lên đây đi chiêm ngưỡng cảnh chùa, cảnh đền. Vâng, chào bác nhá. Trước hết là chúc sức khỏe, cảm ơn. Để phiên bác để mượn bếp. Vâng. Hai vợ chồng nhà chị này là ông Từ ở đây. Vâng. Cũng ở cạnh làng nhà chị luôn. Vâng. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi vào nấu nướng. Đấy, nấu cơm. Đấy, xong rồi. Đêm nay lên trên này lên đến thì gặp ông anh. Anh tên là gì? Anh tên là Mùi. Anh Mùi. Quê ở Yên Lạc. Đấy, rất là vui anh em lên trên này trong người cùng đồng hương. Một cái nhỏ ấy, thế thôi, nhỏ nữa thôi, nhỏ nữa thôi. Anh chị rất vui vẻ, rất thoải mái. Rượu sâm đây là hai trứng bò là nó như con dép ấy. À, và nó là con trai trắng mắt à, đấy, đấy, và cũng là sữa.
Cho lúc ở đây dây đâu sơn anh cũng ngâm à. Cô tám tẻ đấy. Mà nó ngon lắm. Hôm nay là em làm chương trình anh em lên trên này này, cái cảnh là mẫu chúng ta xin nhiều cảnh của tâm linh. Vâng, đây cảnh mình đã mời tâm linh của mẫu, đó đến cửa cô. Vâng vâng, ok em mời anh nhá. Vâng vâng, xin cảm ơn, chúc nhiều sức khỏe. Rượu ngon. Đấy, đấy, chân ngon. Đấy. Đấy. Mong tất cả trong đoàn được nhiều cái cảnh mà về làm nhiều cái kỷ niệm và nhiều người biết đấy. Vâng. 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 Em lên chân bếp tí. Tuyệt vời đấy. Đây là chương trình ẩm thực. Đấy, chị đang băm ngan đây, đây đây ngan này, đây, đấy đấy với ngan rừng đây phải nói là, đấy, ngan rừng phải nói là rất là ngon, đấy, đúng là ngan rừng, đấy, ngan rừng ngon lắm, ngan rừng còn đặt ở ngoài này trồng vào quanh khoảng ra tuyển chọn mà nuôi thật sạch, nó sạch thì nó mới bỏ, chuyên ăn ngô. Mỗi gà này mà thưởng thức xương nông cái vị ạ. Mỗi năm hàng tấn một hột. Còn mỗi con này phải 4-5 cân một con. Gà này mà bưng về dưới xuôi thì tuyệt vời. Anh bảo là một mình anh là uống được 6 lít. 6 lít rượu một bữa cơm. Như trong đó là lâu nhất là 3 tiếng. Như phải ngồi đủ 3 tiếng ngồi. 3 tiếng hoặc là 2 tiếng cũng là hết 6 lít. 6 lít rượu nghĩa là một cái can 5 lít. 5 lít. Muốn đi ngoài. Có lúc thì 6 lít, có lúc 5 lít. Nhưng mà có say không? Không say, còn phải đi tắm. Ôi trời, vẫn đi tắm. Còn ngủ dưới nước, nửa người, nửa cạn nửa, đằng lưng là dưới nước. Ôi trời, mà ngủ mất độ 2 tiếng. Nghĩa là anh uống bằng cái rượu sâm đá này hay là rượu nào? Không, rượu trắng luôn. À thế rượu à. Trắng uống. Thế thì em lại chắc mừng uống rượu này. Rượu trắng uống này. Bởi vì là anh uống là tận 6. Cái này anh uống nhá. Đêm mình dậy thích thì uống cái này khét cái đó. Ôi giời ơi, trên tôi một mình anh uống 6 ly rượu mỗi cơm. Đấy, nhưng bây giờ là nó kém. Nhưng bây giờ nếu mà anh uống tuổi. Anh uống được khoảng bao nhiêu cốc này nếu như anh bây uống... giờ nếu có khách như anh em mình mà đủ trong một mâm là anh uống được trong một bữa trưa là anh uống được 10 cái này đổ về. 10 cốc này. Mười cốc. Mà với tỉnh 8 cốc ở bất tỉnh táo. Ôi giời, em chúc mừng anh. Như ngày xưa nếu khác em uống bằng anh rồi. Em uống là nếu một ngày mà em uống chắc được khoảng độ 5 chén này. 43 đến 45 năm trời nay rồi. Ôi giời, uống 45 năm. Thuốc lào, thuốc lá là hút từ lúc 13 tuổi. Ôi giời, trời thuốc lào thì mới tập được 20 năm nay. Ôi giời. Bây giờ hai loại thuốc. Nhưng mà nếu mà một bữa mà anh uống 6 lít rượu thì em thua. 6 lít. Nó chưa thuốc lá. 6 lít phải đi tắm, nằm dưới nước. À, mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Ôi giời. Mất rất. Chiều đi về nhà lúc nào lúc lãng nhưng mà có khi có vẫn muốn được có hay không. Ôi trời ơi. Thần rượu. Đây đúng là thần rượu cái việc thần rượu. Uống bằng ông Tư thần Sơn mà. Thế là ngủ dưới suối. Bên đó uống là chai sáu năm. Nghĩa là cứ uống hết 6 lít rượu bữa cơm mà ra suối nằm ngâm 2 tiếng. Ngủ dưới nước. 2 tiếng ngủ dưới nước. Vẫn ngủ dưới nước. Nghĩa là vẫn hở mũi chứ. Ước phải hả chứ, phải ngâm tiêu, phải ngâm tiêu để không nửa nước ở dưới. Anh uống cái rượu mà anh vẫn cần ngụp cả 2 tiếng này. Mồ hôi nó ra từ tóc toàn thân, nó rực rồi đến mới phải uống nước. Nhưng mà thế thì không mà chị phải nấu rượu cho anh đúng không? Đúng rồi, cái này nấu chị. May một cái là nó không bị đột quỵ. Bởi vì này nóng gặp lạnh. Năm nay anh mới 57 tuổi, mà anh uống rượu là ta từng là 6 lít rượu trên một cơm. Nếu mà chúng ta nói mà không chứng kiến được sự thật thì nó là ngoài tin. Buổi sáng 2 lít vâng. Không cơ. Đấy, 2 lít không cơ. Chưa vẫn chị. Ôi giời ơi. Tối về vẫn em, khúc em, anh nhá. Em chỉ uống với anh từ nãy giờ là đây đi thứ ba nhưng mà tí nó chạy em phải đi theo bằng võng. À, đi chân cho chân. Đi chân thì bằng. Chữ chi. Chữ chi. Đúng rồi. Nhưng hôm nay gặp anh đúng là một vị quê đấy. Cùng quê. Cùng quê. Mà là rất là thần của rượu. Đúng rồi. Em dù say với anh là em say tình chị nghĩa nhá. Say nghĩa say tình. Say nghĩa say tình anh nhá. Thứ hai nữa là tiên tiểu. Vâng, tiên tiểu. Vậy mời anh về. Lúc nào chưa bao giờ em nghe nghe thấy một người uống 6 lít rượu mỗi cơm. Mà người dân tộc cũng thua anh. Vâng. Không, bởi vì em tin anh vì lý do là dân tộc thua anh mới đây có. Anh đang hương khói hàng ngày cho đền của. Bây giờ thì nó có mức độ. Bây giờ là tiên tiểu hơn. Vâng, tiên tiểu hơn. Thì thôi, anh cũng nản lên là giữ sức khỏe. Đúng rồi, mới hay đó là trong cái cửa tâm linh. Vâng, trong cửa tâm linh.
anh uống chưa một chén thôi. Vâng, mỗi bữa một chén một ly thôi. Hoặc là anh một chén cái chén vào một lít. Vâng, vâng. Một lít. Thế anh uống nhiều quá nguy hiểm. Đám đấy thôi. Anh nhá. Mình cũng phải giữ. Vâng, giữ sức khỏe nhá. Giữ sức khỏe. Vâng, vâng. Ông như anh kỷ lục đấy. Nó từng địa điểm. Thực sự đúng anh là kỷ lục. Vâng, em mời anh. Nhưng mà em chỗ này mà em uống hết này, em đoạn này em không thể nói chuyện được nữa. Ấy không nói chuyện tí lại. Thế thì bây giờ anh uống một nửa. À được. Uống một nửa này. Đi Đà Nẵng thế. À, đúng thế. Vâng, vâng. Hôm nay rất là vui là bọn em lên trên này là vắng cảnh công mẫu và vào bên cô bé thì anh chị rất vui là anh này cùng quê hương. Và đúng là em cũng chưa bao giờ nghe một câu chuyện mà anh uống tận 3 đến 6 lít rượu bữa cơm trưa thì đúng là ít hơn là 5 lít. Còn chưa bao giờ có mà em chưa được. Mà đấy buổi sáng là 2 lít. Vâng, đấy. 3 lít luôn. Và không ăn gì, vẫn không ăn gì. Kể cả một thì... gói mì tôm rẻ vẫn hết 2 lít. Cái này thì những người mà nấu rượu họ rất cảm ơn anh. Đúng rồi. Họ phải hỏi thăm anh là tên là họ và tên là gì? Anh là họ Đặng mà dưới quên lạc là nhiều họ Đặng. Đặng giống Lý rồi. Đặng Kim Mùi. Đặng Kim Mùi. Ok. Còn ông Lý là Đặng Xuân Lý. Đặng không phải. Đặng Văn Lý. Đặng Văn Lý. Đúng rồi. Trước kia là hiệu trưởng trường cấp 2 là 2. Vợ là họ hình biết nhưng mà tên là biết. Rồi còn con trai ông là đây là cái gì nhỉ? Thiết kế làm chuyên làm thiết kế. Cương. Đúng rồi. Chuyên làm là thiết kế xây dựng nhà. Đặng Văn Cương. Đặng Văn Cương. Ok. Đấy cháu nhà anh đấy. Vâng ok anh. Cháu đằng ngoại đấy. Còn ông Lâm. Thế em hỏi chị là thế nhưng khi mà anh uống tận 6 lít rượu một bữa thì chị cảm thấy thế nào? Vẫn yên tâm. Chị vẫn yên tâm thôi, chẳng thấy thế nào cả. Chất rượu họ, anh ấy khỏe, anh ấy uống được thì anh uống thì chứ chị. Nhưng mà anh ấy có quên nhiệm vụ gì không? Không, quên nhiệm vụ thì vẫn đầy đủ chú đáo hết à? Đặc vụ đặc nhiệm. Thế thôi. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Không bao giờ quên một nhiệm vụ. Vâng, vâng, ok, chúc mừng anh nha. Anh tuyệt vời, ok anh. Mà không kể ai đánh anh một cái tát hay gọi là vẫn nhớ, vẫn nhớ. Đâu, vẫn thông cảm. À thế à, từng cho họ đánh rồi mãi. Từng đã chờ nhớ được trả thù. Không, rượu vào thì nó tê tê người, nó đánh nó đau đâu mà. Tầm quát. Ngã chả đau. Thế nào, đi ăn cơm nào. Vâng, ok. Những người lành ngã không đau. Vâng, ok, mời anh. Để bây giờ em ăn cơm. Mời anh chị. Mời anh chị. Cơm của chúng tôi là tại đường cô Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Và rất vui là gặp vợ chồng nhà anh chị, anh Mùi. Mùi Đào. Anh chị Mùi Đào. Anh chị có món thịt ngan. Nhà chị vừa thắp hương sáng nay xong, rất là ngon. Thắp hương. Và đấy. Và bây giờ chị, em mời anh chị nhá, dùng bữa mời em nhá. Mời các bạn nhá, mời mấy anh em nhá. Dùng cơm ngon miệng nhá. Vâng. Và sau đây nhá, là để ăn Hải Mập thử để xem miếng khoai ngon không nào. Mời tất cả quý vị nhá, mời cả nhà nhá.